Ơ giờ trường cơm bột nào cũng có học ăn học bán chú hết đúng không? Ừ. Nhưng mình gần chúng ăn chú đúng không? Học. Bây giờ đấy, sao nghĩ mà ta thì ta làm gì cũng chẳng ăn. Đến đấy là phải nói múc cơm mẹ này. Chẳng ăn này. Như là ăn thò nhưng mà giò. Thôi con nhà tao, tân mẹ không mình còn gần mà. Cơm mình còn gần mấy đề mà cho con ăn đỡ mất một tháng cần triệu mẹ. Ờ, cộng đủ một rưỡi à, một rưỡi thôi không? 2 giờ, cả 5 giờ còn đi đó. Con tại thẳng đến đấy tao ở đấy đấy. Tao ngại chứ. Nhưng mà văn chú, tự văn chú làm gì nhỉ con? Mất gần triệu mẹ. Để lấy mà mua thuốc ăn ở nhà, ăn ở nhà. Thế mày nghĩ sao chứ? Nguyên một ngày chở anh đi học trường, em đi học trường. Các bạn cũng làm sao không thể đi làm được. Không thể đi làm được công ty sao? Nhầm thuê được à, còn mỗi mình thì phải có ông bà thôi. Ờ, phải ông bà cũng nhỡ nhạt này. Đây là thì giờ đi học làm tí ông bà có đi con đi cháu đi học à? Đi công ty đi. Thời gian mà tôi đón. Mở quá rồi.